Một trận đấu rất hay của Thăng Quảng Ninh, họ đã đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-1. Đây là một trong số những người hùng của câu lạc bộ Mặc Hồng Quân. Anh đã ghi bàn thắng bằng một cái cú bắt vô lê rất là đẹp. Chiến thắng phải nói là xứng đáng dành cho Thăng Quảng Ninh trong trận đấu họ được chơi trên sân nhà. Huấn luyện viên Phan Anh gặp lại đội bóng cũ và đã có chiến thắng cùng với Thăng Quảng Ninh. Một trận đấu mà Thăng Quảng Ninh thi đấu đồng đều với sự tỏa sáng của những nhân tố như mà Hồng Quân rồi đặc biệt là Sơn Mơ Linh. Phạm Gan thi đấu không bùng nổ ở trong trận đấu này nhưng anh quấy phá hàng phòng ngự đối phương rất tốt. Sơn Mơ Linh ghi bàn liên tục tại FC Cup cũng như là V-League. Dương Mê Linh đang đi gặp lại những người đồng đội, đó là Fagan và gặp lại Rui Mario. Rui Mario lúc này đang đầu quân cho Hà Nội nhưng anh bị chấn thương và phải nhường vị trí xuất ở Hà Nội cho KB. Ngày hôm nay thì KB, người thấy chỗ của Rui Mario vào sân bên phía Hà Nội cũng đã ghi một bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng sau đó thì Dương Mê Linh đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Thăng Quảng Ninh. Trận đấu rất hay mà có nói là Dương Mê Linh đang thăng hoa thực sự, ghi bàn thắng trong 4 trận đấu liên tiếp trong áo của Thăng Quảng Ninh. Một cầu thủ chạy nhanh, kỹ thuật và phối hợp với những Fagan, với Mạc Hồng Quân và Nguyễn Huyền Tú rất là ăn ý. Phải nói là hàng công của Thăng Quảng Ninh ở mùa giải này rất mạnh. Hàng thủ của họ có một tây nhưng mà thi đấu cũng chưa ổn lắm. Nhưng mà dù sao thì họ cũng đã có chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của họ trên sân nhà Cẩm Phả ở mùa giải 2020, dù không có khán giả. Sports Vỉa Hè Report từ sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.